before swapping. Can't be late. Quack. Nope. Ô bạn nhỏ, con mẹ mày, bố mày nhọt với mày đấy à? Bố mày. À, thì ra mày chọn cái chết. Can't be late. An enemy has been defeated. Nope. Quack. Nope. Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có người yêu hay không, thì chúng tôi biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi khá nổi tiếng với công bài Valentino. Ngày hôm nay anh ta bị cấm đi. Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có người yêu hay không, thì chúng tôi biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi. Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có. Nope. Shut down. Nope. Here they come. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Nope, nope, nope. An enemy team has destroyed a tower. Whee! Your team has destroyed down. Retreat! An enemy has been defeated. Enemy ultimate! Shut down! Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có người yêu hay không, thì chúng tôi biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi khá nổi tiếng với công bài Valentino. Ngày hôm nay anh ta bị cấm đi Valentino nhưng ta đã chơi quy rất hay. Trận thi đấu vừa xong là một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy rằng là các bạn khán. Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có người yêu hay không, thì chúng tôi biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi khá nổi tiếng với công bài Valentino. Simo, dậy múa đi. Sao lại không múa? Dậy múa đi chứ. Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có người yêu hay không, thì chúng tôi biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi khá nổi tiếng với công bài Valentino. Ngày hôm nay anh ta bị cấm đi Valentino nhưng ta đã chơi quy rất hay. Trận thi đấu vừa xong là một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy rằng là các bạn khán giả cũng có kỹ năng rất tốt, đặc biệt là người chơi của bên phía đội tuyển của Đồng Nam, đội tuyển trái đất, đó là Tú có người yêu. Tôi thấy rằng là anh ta chưa để cho cái tốc biến của mình hồi được nhận xanh quá lâu, anh ta sử dụng ngay lập tức bằng những tình huống mở giao tranh của mình. Và Simo, dậy múa đi. Sao lại không múa? An enemy has been defeated. Double kill.